chào cả nhà nhé. Em chào tất cả các quý khách hàng. Hôm nay em muốn chia sẻ với các quý khách hàng cái vườn cây vú sữa hoàng kim bên em nhé. Cái vườn vú sữa hoàng kim này đều ra hoa, đang ra hoa hết rồi các bác này. Đang ra hoa để chờ đậu quả này. Năm ngoái là có quả rồi các bác, nhưng mà vì là gốc nó còn bé, gốc nó bé nên là vặt hết quả đi để chờ năm nay. Năm nay bắt đầu với nuôi quả, ra hoa đợt này với nuôi quả các bác nhé. Cây rất là đẹp, gốc đều hơn 2 phân các bác, đều 2 phân rưỡi, 2 phân 7, 3 phân, 3 phân rất là nhiều. Em quay video này là lý do là bởi vì là một số anh chị khách hàng cũng yêu cầu em quay những cái cây vú sữa hoàng kim hàng choai đấy. Vì bên em cũng thực tế là bên em bán chủ đạo là cây giống và cây nhũ nhẫu thôi, cây tầm mấy mươi phân một mét thôi, còn cái hàng choai như thế này là bên em đang trồng để là để lấy quả, nên là cũng gần như là em cũng không quay cái lô này bao giờ. Và đây là do yêu cầu của khách hàng nên là em cũng quay để chia sẻ với cả nhà luôn về cái mức độ cây, xem nó phát triển như thế nào, cũng như là để chia sẻ với cả nhà về cái dòng vú sữa hoàng kim khi trồng của mình. Nhiều bác cứ bảo là tôi trồng nó không lớn, hoặc là tôi trồng nó cứ càng ngày nó càng bị lụi đi. Thì ngày hôm nay em cũng tiện chia sẻ thì em chia sẻ luôn để các bác nhìn thấy luôn thực tế này. Vườn thì cũng không có chất ăn gì đâu, chỉ là đất bình thường thôi, đất bồi lên bình thường thôi. Và cây thì chiều cao cây đã tầm trên 2 mét rồi, đều trên 2 mét các bác nhé. Cây nào cũng toàn hoa, ra hoa hết cả rồi. Cái lô này thì năm nay dự kiến là năm nay sẽ để trái này, vì cái gốc của nó đủ đảm bảo để quả được rồi. Cái lô này thì một số khách hàng của bên em mọi người vẫn yêu cầu đánh hàng choai ấy, đánh hàng choai cho nhu cầu các bác ấy, trồng để được ăn quả ngay, hoặc là trồng ổn định là nó sẽ ra quả ngay. Thì thông thường là các bác ấy sẽ yêu cầu là lấy cây choai, thì em cũng vẫn bán những cái dòng này là cây choai. Cho những khách hàng nào cần cây choai luôn để trồng để cây mau ổn định, mau được ăn trái ấy, thì em sẽ đánh những dòng cây như thế này cho khách hàng. Cây rất là xanh đúng không các bác? Cây rất là xanh, tốt, tươi, sum xuê, đang hoa rồi. Trồng những cái hàng này thì rất là đảm bảo. Hoa chi chít luôn các bác ạ. Vú sữa hoàng kim thì có hai loại các bác nhá, có hai loại. Hôm nay em sẽ quay, em sẽ chia sẻ luôn hai loại vú sữa hoàng kim cho cả nhà. Đây là một cây vú sữa hoàng kim, nhưng nó là giống khác, nó là giống quả bé này. Cái giống vú sữa hoàng kim quả bé này thì lá nó nhỏ hơn các bác nhé, lá nó nhỏ hơn một tí. Em sẽ đặt hai cái loại lá vú sữa này vào với nhau cho các bác nhận diện. Một cái lá thì nó bé hơn, thứ nhất là bé hơn, thứ hai nữa là nó cái viền lá nó cứ cong cong ấy, cái đường viền lá nó cong rất là nhiều. Còn cái vú sữa hoàng kim to thì viền lá nó phẳng, lá to phẳng và không bị cong. Cái cong của nó, cong nó cũng khá rõ ràng, nó cũng khác nhá các bác nhá. Một đằng là cong nghĩa là nó lá nó bé, xong là nó cứ nhăn ấy. Còn một đằng là lá nó to phẳng đẹp. Nhiều khách hàng đã hỏi em về vú sữa hoàng kim quả bé và vú sữa hoàng kim quả to. Thì thực tế ra mà nói thì vú sữa hoàng kim quả to ấy thì nhìn nó đẫy đà hơn, nó đẹp hơn về màu sắc, về kiểu dáng, về kích thước quả thì nó cũng có những cái đặc điểm vượt trội. Tuy nhiên trong cái quá trình mà mình nhập cây về ấy, thì không thể, tức là tùy vào từng lô, nếu mà những nhà vườn nào mà biết về cây thì chúng ta sẽ nhập được những cái dòng vú sữa mà nó chuẩn, dù vú sữa to. Còn nếu như mà không biết về cây ấy thì họ xếp cho cả vú sữa lá bé, nhiều khi là người ta không biết. Em thì em quen hàng rồi nên là không, cái những cái hàng này bên em thì thông thường thì em chỉ lấy kèm thêm để thứ nhất là cho khách hàng của mình phân biệt, thứ hai nữa là để trong quá trình mình bán ấy, nhiều khi có nhiều bác cứ thích cái vú sữa hoàng kim lá nhỏ quả nhỏ chứ cũng không thích hàng to đâu. Là em
có lấy thêm một cơ số cái cây dòng vú sữa hoàng kim lá bé để chia sẻ với khách hàng của mình nữa. Các bác ấy đến vườn các bác ấy thích thì các bác có thể lấy. Gốc rất là đều và đẹp các bác nhé. Gốc cực kỳ đều và đẹp luôn. Toàn đều đều trong tầm 3 phân thôi. Ít có cây nào 2 phân mấy. Lô này các bác mà lấy, các bác về cắt thấp tán cho em. Cắt thấp tán xuống cho nó tỏa tán ra cho em. Là nuôi quả bình thường rồi. Tới này là mình nuôi quả sai luôn rồi. Đây em có lô vú sữa hoàng kim. Năm ngoái ra quả trồng đẹp rồi, em đang thử nghiệm chiết trên cây xem như thế nào. Đây là vú sữa hoàng kim to, chiết thử nghiệm trên cây các bác nhé. Những bác nào mà mua vú sữa hoàng kim của bên em Yến thì các bác biết rồi đấy ạ. Vườn em Yến bán vú sữa hoàng kim thì đa phần là tất cả đều là dòng cây quả to. Và một số khách hàng của em Yến ở tận khu vực miền Tây, ở tận Kiên Giang. Em gửi chợ năm ngoái năm kia em gửi hàng vào tận Kiên Giang. Năm nay khách của em đã ăn quả rồi, đã thu quả ăn rồi. Những cái cây nào mà nó cao ấy, em để nó cao ấy thì có vẻ nó hơi vóng và tán nó ít. Còn các bác để ý cho em, khi em quay đến những cái cây mà nó thấp ấy, được tạo tán rồi ấy, thì về cái đường kính tán nó thấp hơn và nó tỏa tán tương đối là đẹp. Các bác dùng những cái dòng vú sữa hoàng kim như thế này là bắt đầu chúng ta nuôi quả luôn rồi, được thu hoạch luôn rồi. Đấy, về trồng ổn định một cái là ra quả luôn. Nên là những bác nào mà diện tích của chúng ta không nhiều ấy, các bác có thể lưu ý để chúng ta trồng sang cái dòng vú sữa hoàng kim hàng choai nhé. Vườn cây xanh mướt luôn này. Các bác có thích cái kiểu cây dáng cây như nào thì các bác có thể báo em. Thấp thấp một chút em cũng có, mà cây cao hẳn cũng có. Và các bác cần hỏi thêm thông tin gì về cây hay là cần hình ảnh cây thì có thể gọi điện trên số điện thoại của em Yến ở góc màn hình. Em dùng hai số chính là 0982 149 636 hoặc 0973 324 846. Hai số chuyên của em các bác nhé. Video của em Yến hôm nay xin được tạm dừng tại đây ạ. Em chào mọi người nhé.